Vâng, tôi sẽ test con đầu cassette Technic này. Kim vu đèn vẩy rất đẹp luôn. Nói chung hình thức còn tương đối thôi, nhưng mà cơ bản tổng thể âm đầu bãi mà tôi để giá 1,5 triệu này là quá ok luôn. Bán giá 1,5 triệu cho khách Hoàng Hoa Thám Ân Thi Tịnh Nguyên. Thu phát chạy rất mượt mà. Đây là đường vào âm thanh. Cái này khi nào mình vớt nhạc vào thì cái này mới có tác dụng nha. Nó đường vào, giả sử khi âm ấy, tôi quay mặt sau. Đây là đường ra, còn đây đường vào. Technic B21. Đang đấu với con âm đi về này. Tua đây, stop. Tua. Tua. Nó có cả đường ghi âm từ mic, alo trong ghi âm này. Vâng, xin cảm ơn.